Thưa quý vị, theo thống kê, trẻ em là lứa tuổi dễ bị cong vẹo cuộc sống hơn cả. Tuy nhiên, trẻ em ở độ tuổi nào thì dễ bị cong vẹo cuộc sống nhất? Đây là thắc mắc của rất nhiều phụ huynh. Trong chương mục Sống Vui Khỏe hôm nay, bác sĩ Nguyễn Anh Trung, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SAS Cần Thơ sẽ chia sẻ đến quý vị vấn đề ngay sau đây. Đối với cong vẹo cuộc sống mà thứ phát, tức là nó xuất hiện sau khi mà bé đã sinh ra và lớn lên á, tức là nó có thể do sai tư thế hoặc là do cái chấn thương gì đó, thì thường nó gặp ở cái giai đoạn tuổi thiếu niên, tức là giai đoạn từ 10 cho tới 15 tuổi. Giai đoạn xương sống nó phát triển rất là mạnh và thường thì cái chiều cao trong giai đoạn này nó gia tăng rất là nhanh. Do đó thì thường dẫn tới cái hiện tượng là cong vẹo cuộc sống, nếu như bé ngồi hoặc đứng hoặc chơi sai tư thế thì khi đó nó dễ dẫn tới cái tổn thương ở vùng cột sống, nó khiến cho một bên cột sống nó phát triển rất là nhanh, bên còn lại thì phát triển chậm hơn, dẫn tới kết quả là cột sống của bé bị cong vẹo. Một số bé thì cong vẹo ít thôi thì chúng ta sẽ rất khó phát hiện khi mà bé sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên thì những bé mà nó đã bị tổn thương nặng rồi thì khi đó chúng ta dễ dàng thấy bé sẽ bị gù, bé sẽ bị vẹo cột sống khi mà chúng ta cởi áo ra nhìn hai cái lưng thì ta thấy rất là rõ. Khi đó thì chúng ta chỉ có thể điều trị bằng các cái phương pháp can thiệp sâu hơn, ví dụ như mang cái nẹp, cái đai lưng vân vân để hỗ trợ cho cột sống quay trở lại cái cấu trúc bình thường. Khi mà bé qua cái độ tuổi đó thì lúc đó sẽ chỉ còn có thể can thiệp bằng cách phẫu thuật để hỗ trợ cho cột sống bé trở lại cái trục bình thường của nó. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về flo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.